Cũng trong sáng nay, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Đây là địa phương được huyện Hạ Hòa lựa chọn làm điểm. Cuộc diễn tập chiến đấu thị trấn Hạ Hòa trong khu vực phòng thủ năm 2024 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang thị trấn vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng diễn tập. Qua đánh giá, các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc, ý thức kỷ luật tốt, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, quá trình thực binh sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Hạ Hòa đã họp rút kinh nghiệm và chấm điểm cuộc diễn tập xếp loại giỏi. Ủy ban nhân dân thị trấn Hạ Hòa đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích cao tại cuộc diễn tập.